Phải nói là em nó quá tuyệt vời. Tiếp tục chào đón quý vị đến với lại chiếc đồng hồ nữ thần tiếp theo. Chiếc đồng hồ này cao hơn 1 mét luôn ạ. Cách đây khoảng độ 3 tuần. 3 tuần em có giới thiệu đến quý vị một sản phẩm cũng dòng đồng hồ loại này. Nhưng chiếc đó nó bé thôi. Chiếc đó chỉ gần 90 cm thôi, hơn 80. Nhưng con này là trên nó cao khoảng độ trên 1 mét các bác nhé, trên 1 mét. Và cực kỳ nặng, muốn nhấc chiếc này phải bế bằng hai tay. Nói chung là mà riêng nhìn thấy bạn như thế này là phải bế thì nó mới thích chứ các bạn. Đấy, ngày xưa đấy, tất cả đều được làm bằng đồng hết bác nhé, bằng đồng, tất cả bằng đồng hết ạ, bằng đồng đúc. Cô này có ăn mặc hơi thiếu vải một chút. Tất cả đều bằng đồng hết các bác ạ. Mấy chục cân nhé. Chắc phải mấy chục cân nhé. Không thì phải mười mấy cân nhé. Cao hơn 1 mét cơ. Đây tính từ điểm dưới đất này lên đến đỉnh nhé. Lên đến đỉnh của chiếc đồng hồ này. Tất cả đều đúc bằng đồng hết bác nhé, bằng đồng hết ạ. Đây là những cái này là những cái xốp ấy. Cái xốp nó dính vào đây chưa vệ sinh ấy, xốp ấy. Đấy, máy quay phải để xa ra mới hết được. Chiếc đồng hồ này có mức giá là 23 triệu. 23 triệu. Con trước có hơn 80 cm, 18 triệu 900. 18 triệu 900 rồi. Các bác còn chả có hàng, em còn đang nợ hàng của một bác khác. Em đang nợ một hai, thế nào? Nợ mấy đơn ấy, chưa về hết ấy. Hai mươi ba triệu. Tất cả đều được đúc bằng đồng. Đấy. Không thể chê được. 23 triệu hết nhé. Con này cao hơn 1 mét đấy, 23 triệu. Gọi là cái đồng hồ, ai gọi con đồng hồ nó chiếc đồng hồ. Cái tượng nữ thần này được đúc bằng đồng hết các bác ạ. Đúc bằng đồng hết đấy. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Mức giá 23 triệu. Bác nào không thích 23 thì giả 26 cũng được, mãi lọc cũng được. Đây. Em chào các bác.